Minh Tuyết liên tục hát 20 ca khúc, bật khóc nức nở vì hạnh phúc. Nữ ca sĩ Minh Tuyết hát 20 ca khúc trong đêm nhạc mừng sinh nhật, bật khóc vì nhận được nhiều tình cảm yêu thương của khán giả. Minh Tuyết xuất hiện ấn tượng qua hai ca khúc gắn liền với tên tuổi Đã Không Yêu Thì Thôi, Đã Không Còn Hối Tiếc. Nữ ca sĩ tâm sự dù khoảng thời gian một năm qua có những khó khăn, nhưng Minh Tuyết vẫn muốn tổ chức mini show này để cùng ngồi lại tâm tình cùng mọi người. Mình không biết là còn được hết đến bao giờ tổ chức mini show này, để mai mốt Minh Tuyết già mở ra xem để nhớ mình đã từng có những giây phút quý giá và hạnh phúc như vậy. Nhìn thấy những khán giả đã đồng hành cùng mình suốt hơn 25 năm qua, nữ ca sĩ đã khóc. Minh Tuyết là người mít ướt hay khóc nên mới hát Để Cho Em Khóc Đó. Nữ ca sĩ đùa để thay đổi không khí có phần trùng xuống. Trong không gian ấm áp, Minh Tuyết tiếp tục hát Để Cho Em Khóc Người Thứ Ba. Trong một tình yêu liên khúc lành tròn đêm mưa, tình xa khuất hoang mang, lời hứa phù vờ. Nữ ca sĩ ngầu hứng thể hiện khúc bolero Nếu Đời Không Có Anh. Khi đã yêu cùng với hai học trò Trung Nghĩa và Xuân Tính, Minh Tuyết còn thể hiện lãnh tròn đêm mưa, mưa rừng, dành tặng riêng cho mẹ, người theo dõi cô trong suốt 40 năm qua. Dư Chi Vũ để dự đêm nhạc cũng ngọt hứng trên sân khấu trò chuyện, anh xúc động chia sẻ. Hôm nay thấy chị nhận được nhiều tình cảm khán giả dành cho chị như vậy, em rất vui. Vui cho chị vì đây là điều chị đáng được nhận. Chị luôn hát từ trái tim và đó là lý do làm nên thành công 25 năm qua. Dư Chi Vũ sau đó cùng Minh Tuyết mang đến tiết mục Lâu Đài Tình Ái. Minh Tuyết hát tới 1 giờ sáng nhưng khán giả vẫn chưa muốn về. Của mini show, nữ ca sĩ hòa dòng với một người trong ca khúc. Ở tuổi 48, chị ý thức giữ gìn phong độ ra sao? Ở tuổi này tôi không thể đòi hỏi bản thân trẻ trung, song đẹp như thỏ đôi mười. Sao không thể cưỡng lại quy luật tạo hóa? Tôi cố gắng thích nghi và làm tốt nhất những gì bản thân có thể. Tôi dành thời gian mỗi ngày tập thể dục, luyện thành, bổ sung các thực phẩm chức năng và đi pha chăm sóc già. Tiêu chí của tôi là luôn đi học hỏi, tìm tòi cái mới và giữ phong độ của mình. Nhiều người xung quanh nói Minh Tuyết đằm thắm và ngày càng đàn bà hơn. Tôi tin lời nhận xét này. Tin bạc danh vọng và có ý nghĩa gì với chị trong lúc này? Tôi thấy hãnh diện, hy thành tựu, đưa ngày hôm nay đều do sức của mình tạo nên. Sự nghiệp một người ca sĩ có lên có xuống, có thăng có trầm. Tôi đã trải qua tất cả, tiền bạc danh vọng vẫn là hai thứ quan trọng, nên nếu nói là không cần là không đúng. Tuy nhiên tôi lúc này không muốn ép mình phải chạy theo bằng mọi giá. Một cuộc sống vô vàn mới là điều tôi tìm kiếm. Tôi cũng không còn ham muốn hay tham vọng gì ngoài sự yên ổn lúc này. Chứng kiến sự ra đi đột ngột của những người đồng nghiệp thân thiết khiến chị nhìn nhận cuộc đời này như thế nào. Hồi cuối năm 2020, tôi đến dự tang lễ của anh Chí Tài tại Việt Nam. Chưa đầy một năm, tôi lại đau lòng vĩnh biệt người chị Phi Nhung ở Mỹ. Sự ra đi của họ khiến tôi bàng hoàng. Những người cùng khóc cùng cười với mình trên sân khấu, bao nhiêu kỷ niệm còn đó. Mà giờ chỉ còn lại ký ức, không chỉ riêng hai đồng nghiệp, rất nhiều người cũng rời chúng ta đi một cách đột ngột không báo trước. Thấy cuộc sống vô thường, tôi buộc mình phải buông bỏ dành lời phù phiếm, con người rồi đến một thời điểm nào cũng phải lìa xa cõi trần. Bạn đến với cuộc đời và ra đi đều bằng đôi bàn tay trắng, vậy hà cớ gì phải níu kéo ôm đồm mọi thứ. Sau những xáo trộn và mất mát, tôi càng trân trọng tình cảm xung quanh mình hơn. Còn về đời từ lại vô cùng kinh tiếng, đây là cách chị bảo vệ mình và người thân hỏi sự soi mói của dư luận. Tôi trân trọng tình cảm, sự quan tâm của khán giả, những người thân của tôi không quen với sự chú ý và tôi cần có trách nhiệm bảo vệ họ. Vả lại, người nghệ sĩ cả đời làm nghệ thuật, sống trong sự ồn ào, lên lúc về nhà cũng cần khoảng lặng. Tôi nghĩ không riêng gì mình mà bất cứ ai ngoài kia cũng mong được phút giây thanh thản như vậy. Điều gì ở ông xã khiến chị cảm động nhất? Với tôi, ông xã là người đàn ông tử tế, anh trầm tính, không giỏi thể hiện qua lời nói, nhưng tạo cho bạn đời cảm giác được che chở. Lĩnh vực nghệ thuật nhiều thị phi, điều tiếng và không phải người chồng nào cũng đủ can đảm chấp nhận vợ mình đi hát khắp nơi. Còn anh chưa bao giờ gây áp lực hay phiền hà cho tôi. Anh thấu hiểu vợ bên ngoài phải đối mặt với những điều
gì nên luôn tạo không khí thoải mái, bình yên để tôi được nghỉ ngơi. Vì giúp tôi tập trung ca hát, hầu hết vì sinh hoạt cuộc sống anh đều tự âm thầm giải quyết. Một vài hành động dù rất nhỏ nhưng vẫn khiến tôi cảm động. Hôn nhân kéo dài hơn 20 năm, cũng đồng thời với trách nhiệm giữ gìn càng được đặt lên vai hai người. Với những lúc gần sóng hay mâu thuẫn, chị và ông xã đối diện thế nào? Trong gia đình, chuyện vợ chồng bất đồng ý kiến hay khục hặc không thể tránh hỏi. Cả hai thống nhất không bao giờ giấu giếm nhau bất cứ điều gì, kể cả tiền bạc và những mối quan hệ riêng. Tôi nghĩ đã yêu thương và đi đến được chặng đường thế này, tất nhiên giữa hai người có trách nhiệm và ý thức với tổ ấm của mình. Tôi càng chưa bao giờ suy nghĩ sẽ giữ chồng hay níu kéo nếu không may xuất hiện người thứ ba. Trong hôn nhân, tôi đặt điều cảm xúc và đủ lý trí để nhận ra điểm an toàn của mình. Với một người đã muốn, mình có cố cỡ nào họ cũng sẽ rời đi. Khi biết bản thân vừa tổn thương là chẳng thay đổi được gì, dài gì mà phải thế. Tôi vẫn luôn suy nghĩ lạc quan rằng mình và chồng cũng bên nhau hơn 20 năm. Tôi nghĩ đủ để vượt qua sóng gió. Vợ chồng chị dường như cũng không có nghĩ đến kế hoạch có con. Vợ chồng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi nghĩ mỗi người ở một thời điểm sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Được đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người với những quan điểm trái chiều, tôi nhận ra con cái cũng không hẳn là cái đích cuối cùng của một tổ ấm. Cả tôi và ông xã hiện đều có tuổi, nên cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nếu may mắn có con thì vui vẻ, còn không vợ chồng tôi vẫn sống tốt, tận hưởng niềm vui của hai người như bao năm qua. Với tôi, quan trọng nhất vẫn là chặng đường sắp tới chúng tôi có hạnh phúc và đồng hành bên nhau hay không.